Hello, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish đến từ Nhật Bản. Đúng. Mình là người Nhật Bản nha. Là hôm nay là mình ở đường Merlin ở Quảng Bình Thuận đó. Tại sao mình ở đây? Là hôm nay là mình muốn giới thiệu quán cà phê mình thích. Trước đây là 3 năm, 4 năm trước mình sống ở đây là khu vực Phạm Vĩ Chánh á. Phạm Vĩ Chánh còn Bình Thuận á. Khu vực này là nhiều người Nhật Bản sống ở đây. Khu vực này là đường Phạm Vĩ Chánh cũng có nhà hàng Nhật Bản nên mình sống ở đây. Bây giờ là chuyển nhà rồi nhá. Khi sống ở khu vực này thì mình thường mỗi ngày đều đi một quán cà phê nên muốn giới thiệu về quán cà phê đó nè. Là đây cà phê cỏ nè. Tiếng Nhật là cô cà phê. 4 năm trước nè, khi mới khai trương cà phê này cỏ nè, hoa nè, nhưng càng ngày càng nhiều hơn và lớn hơn và đông người hơn. Đi thôi, ok. Việt Nam không thể so sánh được.
người ơi. Còn cà phê tại là thế nào? Tốt ý thầy không tốt hả? Rất tốt nhỉ. Và nếu mọi người biết quán cà phê tốt thì chỉ đi cà phê nha. Và nếu thích video này thì like, share, subscribe nha. Bye bye. Yeah.